Đối phó với các loại dịch bệnh từ lâu đã là việc mang tính quyết định sự sinh tồn của con người. Trong đó, phải kể đến những nỗ lực trong nghiên cứu, sản xuất và sử dụng hiệu quả các loại vaccine phòng bệnh. Đối tượng cần được tiêm vaccine là những người có nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh mà chưa có miễn dịch. Từ năm 1985 đến nay, Việt Nam đã đưa hàng trăm triệu liều vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng, được áp dụng rộng rãi cho trẻ em cả nước. Thống kê của Viện Vệ sinh và Dịch tễ Trung ương cho thấy, với hiệu quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, cơ cấu bệnh tật ở trẻ em của nước ta đã thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ mắc bệnh sởi giảm 23 lần, bệnh bạch hầu giảm 167 lần, bệnh ho gà giảm 428 lần. Ngoài ra, bệnh uốn ván sơ sinh đã được loại trừ. Đây là những thành tựu quan trọng và nhân đạo của ngành y tế Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói vaccine đã và đang là một công cụ hiệu quả trong việc dự phòng nhiều loại bệnh truyền nhiễm thường gặp. Các loại vaccine đã đưa y tế dự phòng bước sang một trang sử mới khi có thể phòng được một số bệnh nguy hiểm như là viêm màng não hay là ung thư cổ tử cung. Và từ lâu, việc tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng ở trẻ em đã được thực hiện thường xuyên, bao phủ mọi vùng miền ở nước ta và nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu cụ thể hơn về điều này, chúng tôi đã mời đến trường quay của O2 TV một vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn, bác sĩ Đoàn Thị Hạnh Nguyên, chuyên gia tư vấn của mạng y tế eton.vn. Xin chào và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào MC Hoài Đàm, chào quý vị khán giả. Bác sĩ có thể đưa ra một cái đánh giá chung nhất về các loại vaccine đang được lưu hành hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới, cũng như là tác dụng của nó đối với sức khỏe của con người được không ạ? Như các bạn đã biết là nhiều cái căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, lao, sởi, bại liệt thì đã được phát hiện hàng trăm năm nay. Nhưng mà cho tới nay thì nó vẫn là cái mối nguy hiểm hàng đầu đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ. Sự ra đời của vaccine thì đã là một cái bước tiến lớn trong vấn đề phòng bệnh. Và cho đến nay thì việc tiêm phòng vaccine thì vẫn coi là một biện pháp có hiệu quả nhất để phòng những căn bệnh này. Là các cái số ca mà mắc các cái căn bệnh này giảm rất là rõ rệt. Ví dụ như là bệnh bạch hầu, trước thì có thể gặp rất là dễ. Nhưng mà đến bây giờ được ghi nhận theo cái y tế dự phòng là một năm trong toàn quốc chỉ có khoảng 10 ca mà lại đều là từ những nơi chưa tiêm phòng mà tới. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là trẻ em thì cần tiêm những loại vaccine nào, ở độ tuổi nào và các bậc phụ huynh thì cần lưu ý gì về quy trình tiêm vaccine ạ? Theo cái chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đấy, khi vừa mới sinh ra bé đã được tiêm phòng vaccine viêm gan B rồi. Thế sau đó thì trong lứa tuổi tiêm chủng của trẻ thì tháng đầu tiên là tháng bé được đi tiêm lao tại các trung tâm y tế phường hoặc là các cái phòng tiêm chủng dịch vụ, mà tiêm tốt nhất là trong vòng một tháng đầu, càng sớm càng tốt. Khi mà bé tròn 2 tháng tuổi thì bé sẽ được tiêm các loại vaccine như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ, viêm gan B và uống vaccine bại liệt đối với chương trình tiêm chủng quốc gia. Các mũi nhắc vaccine này sẽ được nhắc lại ở tháng thứ 3 và tháng thứ 4, sau đó sẽ được nhắc lại lúc 18 tháng tuổi. Đến lúc 9 tháng tuổi thì bé sẽ được tiêm phòng sởi. Tiêm phòng sởi thì bé được tiêm 2 mũi và nhắc lại khi mà bé 18 tháng. Còn ngoài ra bé có thể uống vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus, rồi tiêm vaccine phòng cúm. Các cái mũi tiêm khác bé có thể thực hiện được ở phòng tiêm chủng dịch vụ là vaccine thủy đậu vì nó không nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia, rồi cái viêm gan A, rồi cái viêm màng não do não mô cầu và viêm phổi do phế cầu. Lúc 9 tháng tuổi, bé tiêm chương trình tiêm sởi đơn ở chương trình tiêm chủng quốc gia, thì đến lúc bé 15 tháng tuổi, tức là 6 tháng sau, bé có thể tiêm sởi có bị rubella ở các cái phòng tiêm dịch vụ. Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì có rất nhiều loại vaccine mà các trẻ cần phải tiêm. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một cái lời khuyên chung nhất về những cái quy trình hay những cái lưu ý mà các bậc phụ huynh cần phải tuân theo khi mà tiêm chủng cho trẻ em được không ạ? Khi mà đi cho bé đi tiêm ý, thì các mẹ lưu ý một điều là thứ nhất là nên đi tiêm đúng lịch. Thì cái điều đấy là tốt nhất. Và khi đi tiêm thì bé phải là khỏe mạnh. Lưu ý cái quy trình tiêm chủng bao giờ bé cũng phải được khám sàng lọc trước. Sau đó thì bác sĩ chỉ định tiêm gì thì mới ở phòng tiêm mới thực hiện tiêm cái mũi tiêm đấy. Và sau khi tiêm thì bé phải ở lại phòng tiêm 30 phút để theo dõi.
cái điều này nhiều bố mẹ không rất là khó chịu khi mà tiêm xong thì cứ muốn vội đưa con về ấy. Nhưng mà ở lại phòng tiêm 30 phút sau tiêm, đấy là quyền lợi của bé. Thì vì tất cả những cái mà nguy hiểm nhất thì nó thường hay xảy ra trong 30 phút đầu. Cho nên là các bố mẹ là nên thực hiện đúng các cái quy trình hướng dẫn của phòng tiêm để đảm bảo an toàn cho bé khi đi tiêm chủng. Và tôi cũng chợt nhớ đến những cái vụ tai nạn rất là thương tâm đối với các bé không may mà tử vong sau khi tiêm vaccine. Bác sĩ có thể đưa ra nhận định gì về nguy cơ biến chứng mà tiêm vaccine có thể mang lại cho trẻ không ạ? Chúng ta tiêm đúng và thực hiện đúng cái quy trình thì vaccine là hoàn toàn an toàn. Thế nhưng mà nếu như mà trong quá trình thực hiện chỉ cần sai sót ở một khâu nào đó, ví dụ như là bây giờ để lẫn một thứ nào vào trong cái tủ vaccine đó thì sẽ dẫn đến cái nguy cơ tiềm ẩn là mình có thể tiêm nhầm. Chắc chắn đấy là những cái nguy cơ tiềm ẩn nếu như là mình không thực hiện đúng các cái quy trình về thực hiện tiêm vaccine. Còn tiêm vaccine thì hoặc là như tiêm bất kể một loại thuốc nào khác thì cái tác dụng không mong muốn bao giờ nó cũng có. Ví dụ như là sốt. Sốt là một cái biểu hiện rất là thường gặp. Ví dụ như là cái tiêm cái 3 mũi đầu đời của bé là cái vaccine tổng hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván. Thì những cái vaccine ấy là bé hay sốt nhất. Thì chúng tôi thường hướng dẫn các mẹ là gì? Nếu mà sốt dưới 38 độ 5 thì các mẹ chỉ có chườm ấm cho bé thôi. Cởi bớt quần áo nếu như bé mặc quần áo quá nhiều, chườm khăn ấm ở trán và theo dõi nhiệt độ cho bé. Còn nếu như từ 38 độ 5 trở lên thì bé mới phải hạ nhiệt bằng thuốc. Cái thứ hai nữa là sưng đau ở chỗ tiêm. Thế và cái thứ ba nữa là khi tiêm về thì trẻ nó khó chịu, nó hay quấy khóc. Và tất cả những dấu hiệu này thì khi đi tiêm thì chúng tôi đều tư vấn cho các mẹ đối với mỗi một cái dấu hiệu đó khi mà nó xảy ra thì các mẹ phải làm gì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiểu về vaccine và quy trình tiêm vaccine là một điều hết sức cần thiết với người dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh sau đây. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam thực hiện tiêm chủng miễn phí với vaccine phòng ngừa 8 loại bệnh gồm lao, viêm gan siêu vi B, viêm màng não mủ do HIV, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi cho trẻ tại các thời điểm như sau. Trẻ sơ sinh, tiêm phòng lao, viêm gan B. Trẻ 2 tháng tuổi, tiêm vaccine Quinvacem mũi 1, phòng ngừa viêm gan siêu vi B, viêm màng não mủ do HIV, bạch hầu, uốn ván, ho gà, uống vaccine phòng bại liệt lần thứ nhất. Trẻ 3 tháng tuổi, tiêm vaccine Quinvacem mũi 2, uống vaccine phòng bại liệt lần thứ hai. Trẻ 4 tháng tuổi, tiêm vaccine Quinvacem mũi 3, uống vaccine phòng bại liệt lần thứ ba. Trẻ 9 tháng tuổi, tiêm vaccine phòng sởi mũi 1. Trẻ 18 tháng tuổi, tiêm vaccine phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà và tiêm phòng sởi mũi 2. Việc sử dụng vaccine cần đảm bảo các nguyên tắc sau. Tiêm chủng trên phạm vi rộng, đạt tỷ lệ cao. Tiêm chủng đúng đối tượng. Bắt đầu tiêm chủng đúng lúc, bảo đảm đúng khoảng cách giữa các lần tiêm chủng. Tiêm chủng nhắc lại đúng thời gian. Tiêm chủng đúng đường và đúng liều. Nắm vững phương pháp phòng và xử trí các phản ứng không mong muốn do tiêm chủng. Bảo quản vaccine đúng quy định. Quay trở lại với cuộc trò chuyện với bác sĩ Hạnh Nguyên, thì khi chúng tôi thực hiện chương trình về vaccine, có rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm và gửi câu hỏi về chương trình. Ngày hôm nay có một khán giả đã hỏi như sau. Vaccine 5 trong 1 và vaccine 6 trong 1 thì khác nhau như thế nào? Và tiêm nhiều loại vaccine cùng một lúc thì có làm tăng nguy cơ trẻ bị sốt, ốm hay thậm chí là quá tải hệ miễn dịch hay không ạ? Mời bác sĩ có thể trả lời được không? Chương trình tiêm chủng quốc gia sử dụng một vaccine 5 trong 1, đấy là Quinvacem của Hàn Quốc. Thì cái vaccine này nó bao gồm có 5 thành phần. Một là viêm gan B, 2 là ho gà, 3 là bạch hầu, 4 là uốn ván, 5 là cái viêm màng não mủ, tức là cái HIV đấy, mọi người vẫn gọi là HIV, và không có vaccine bại liệt. Thế còn cái chương trình ở trong các cái phòng tiêm chủng mà dịch vụ ấy, thì cũng sử dụng một vaccine 5 trong 1, đấy là Pentasim của Pháp. Nhưng mà Pentasim của Pháp thì lại không có viêm gan B.
Tức là các bạn phải biết là có hai loại vaccine 5 trong 1. Và vaccine 5 trong 1 của chương trình quốc gia là cái Quinvaxem thì nó là vaccine toàn tế bào, cho nên là cái tỷ lệ gây sốt nó sẽ nhiều hơn cái Pentaxim của Pháp là vaccine vô bào. Thế còn vaccine 6 trong 1 nó khác hai loại kia, tức là nó có đầy đủ cả ngừa được 6 bệnh và vaccine 6 trong 1 cũng là vaccine vô bào. Nhưng cái tỷ lệ bé sốt do tiêm với lại vaccine này nó còn ít hơn. Thế còn cái mức độ sốt của các bé thì nó lại còn tùy vào cái cơ địa của mỗi bé. Còn tiêm như vậy thì bé hoàn toàn an toàn nếu như mình thực hiện đúng các cái quy trình tiêm chủng. Và một lá thư của khán giả ở Cà Mau cũng đã gửi về chương trình của chúng tôi câu hỏi như sau. Con tôi đã đến thời hạn tham gia tiêm vaccine, nhưng gần đây cháu hay ốm, sốt nhẹ nên tôi chưa đưa cháu đi. Vậy thì việc tiêm vaccine có thể trì hoãn được không? Và trì hoãn là trong bao lâu ạ? Tiêm vaccine là hoàn toàn có thể trì hoãn được. Nhưng mà trì hoãn bao lâu, cụ thể ở mũi tiêm nào thì phải hỏi cái bác sĩ ở cái phòng tiêm chủng nơi mà con bạn đang tiêm chủng, bởi vì căn cứ vào cái lịch tiêm của bé, xem cái đợt này là bé tiêm mũi gì. Ví dụ như là tiêm lao thì không thể trì hoãn quá 2 tháng tuổi. Ví dụ như là tiêm cái vaccine Quinvaxem chỉ tiêm dưới 12 tháng tuổi thôi. Thế còn trên 12 tháng tuổi thì bé lại phải tiêm mũi rời. Thì cái đó phải cụ thể ra thì mới trả lời được. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hy vọng những thông tin của chương trình ngày hôm nay sẽ có ích với quý vị và các bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ có con nhỏ đã có thêm những kiến thức cơ bản về vaccine và chương trình tiêm chủng ở trẻ em. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!